Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ đến từ một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, nằm trong tứ trụ đồng hồ thuộc bốn thương hiệu đồng hồ nổi tiếng nhất, đó chính là Breguet. Và thương hiệu này thì có thể sánh ngang với Patek Philippe, Audemars Piguet hay là Bacheron Constantin. Đó là bốn thương hiệu có lịch sử lâu đời nhất và có nhiều đóng góp nhất cho thế giới đồng hồ. Mọi người chắc cũng biết rồi, thương hiệu này được sáng lập bởi ngài Abraham Louis Breguet, là một thợ đồng hồ nổi tiếng nhất trong thế kỷ 17-18. Vâng, thỏa những cái thiết kế của ông thì được lưu truyền tận ngày nay và có thể dễ dàng thấy trên chiếc đồng hồ. Thứ nhất là cái kim này, kim mắt ngỗng, người ta gọi là kim Breguet mà người Việt thì thường gọi là kim mắt ngỗng. Thứ hai là thiết kế vỏ khía đồng xu, số chi tiết khác như là chữ số Breguet trên mặt số, thì đây sử dụng số La Mã thì không có, và dây tóc Breguet mà đặc biệt nhất là hệ thống tourbillon. Vâng, đó là nói qua về Breguet thôi, còn bây giờ tôi sẽ phân tích chi tiết trên đồng hồ này. Bộ vỏ đồng hồ thì làm bằng vàng 18 carat và có đường kính 38mm, khá là cổ điển và phù hợp với thiết kế chiếc đồng hồ. Hàng nối dây thì thẳng, hơi chéo xuống một chút. Với kích thước 38mm thì chiếc đồng hồ này hơi bé so với hiện nay, nhưng mà càng nối dây thẳng sẽ giúp phù hợp với những người có tay lớn hơn. Và như tôi đã nói trước thì cái mẫu đồng hồ này có cạnh bên là được xẻ những rãnh khía đồng xu như thế này. Đó là một chi tiết đặc trưng của Breguet. Còn đối chỉnh giờ thì được bảo vệ với hai cái tay càng đây, giúp tránh là những va chạm. Nhưng mà con được lồi lên một cái khá lớn như thế này vì lý do gì thì tôi sẽ phân tích ngay. Thực ra đây là một cái núm chỉnh giờ kép, được làm từ hai cái núm chỉnh giờ kép lại. Cái núm bên trong này này thì nó có thể xoay để phục vụ tính năng world time. Như thế nào thì tí nữa tôi sẽ phân tích các bạn sau. Còn núm chỉnh giờ thực thì nó bên ngoài có thể rút ra được. Đó là hai núm chỉnh giờ cùng đặt ở một vị trí. Và đặc biệt hơn thì cái núm chỉnh giờ ở đây, bạn có thể thấy, nếu để ý kỹ hơn, có thể thấy từng chữ cái mà ghép lên thương hiệu Breguet được khắc ở đây. Và tôi sẽ zoom cận cảnh, các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Còn phần này thì được thiết kế như là một cái cây nấm, đầu chóp tròn và cũng được chạm khắc. Và về tổng thể thiết kế thì đây là thiết kế khá cổ điển, và đặc biệt là cái chất liệu vàng vàng này nữa. Thường thì người ta ngày nay hay sử dụng vàng hồng, vàng hồng thì sẽ trông cảm giác nó hiện đại hơn một chút, còn vàng vàng thì mang đúng cái tính chất cổ điển, sẽ đi kèm rất hợp với cái dây là dây da cá sấu màu đen. Và đây là bộ khóa, mọi người thấy chữ tên thương hiệu Breguet được khắc trên bộ khóa. Bộ khóa này thì cũng được làm bằng vàng vàng 18 carat giống với cả bộ vỏ đồng hồ thôi. Đây khó gặp. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng phân tích mặt số chiếc đồng hồ. Giống như tất cả những cái mẫu đồng hồ world time thôi, thì chiếc đồng hồ này có tên các thành phố và tương ứng với mỗi thành phố, đó là một múi giờ. Như các bạn có thể thấy thì ở góc 12 giờ đây hiện đang là múi giờ chỉ ở London. Đó là múi giờ gốc. À, có một cái mũi tên nhỏ bằng vàng ở đây chỉ lên, ký hiệu đây là múi giờ gốc. Và tất cả múi giờ khác thì sẽ được quy chiếu theo múi giờ từ London này. Những cái múi giờ bên tay phải này thì sẽ là múi giờ cộng, múi giờ bên tay trái là múi giờ trừ. Vâng, chia thành 24 múi giờ khác nhau. Chúng ta hiện thì đang đồng sống ở Việt Nam, là múi giờ UTC+7. Ở Việt Nam thì cùng múi giờ với cả Bangkok và Jakarta. Vậy nên nếu muốn chỉnh chiếc đồng hồ này mà về Việt Nam thì bạn phải xoay sao cho lên thành phố Jakarta và Bangkok hiện ở góc 12 giờ đây. Thì tôi sẽ thực hiện cái thao tác này. Đây các bạn có thể thấy, bạn xoay cái núm bên trong này để chỉnh cái đĩa thời gian world time. Vâng. Vâng, tiếp tục xoay. Vâng, bây giờ thì Bangkok đã là ở góc 12 giờ rồi. Thì
Thì bạn có thể nhìn thấy là kim giờ đang chỉ 10 giờ 10 và Bangkok thì tương ứng với hơn 10 giờ, có nghĩa bây giờ là 10 giờ sáng chứ không phải 10 giờ tối. Và để biết thời gian ở những múi giờ khác thì làm sao? Rất đơn giản, mà chỉ cần tìm một cái thành phố mà tương ứng với múi giờ đó. Ví dụ như là bạn đang muốn biết ở Paris là mấy giờ, bạn nhìn đây, Paris đang là khoảng 4 giờ, Moscow 6 giờ. Theo mặt số đồng hồ thì có 24 thành phố tương ứng với 24 múi giờ. Nhưng mà một vấn đề đó là một số nơi thì sử dụng múi giờ lẻ, như là Ấn Độ thì sử dụng múi giờ là 5 giờ 30. Thế nên là chiếc đồng hồ này sẽ không thể hiển thị thời gian ở những chỗ có múi giờ lẻ như vậy. Nhưng mà đó là đặc điểm chung của phần lớn những mẫu đồng hồ World Time rồi. Chỉ một số mẫu đồng hồ có thiết kế cực kỳ đặc biệt thì mới có thể hiển thị những múi giờ lẻ như vậy thôi. Mà số thì được hoàn thiện với rất nhiều phương pháp khác nhau, và tôi sẽ liệt kê từ trong ra ngoài. Như bạn thấy bên trong thì những đường vân tròn và tạo hiệu ứng 3D giống kiểu một hình cầu tượng trưng cho trái đất. Ở bên ngoài một chút thì đó là tổng số chỉ giờ, và số giờ ở đây là số giờ La Mã chứ không phải số giờ Breguet, chứ số Breguet như là chúng ta thường thấy ở những chiếc đồng hồ Breguet. Và cái vòng số này được trang trí bởi những vân đường vân tròn đồng tâm rất là mảnh, và hãy quan sát kỹ mình có thể thấy được. Vòng bên ngoài là vòng 24 giờ để xem giờ thế giới, và vòng ngoài cùng là vòng thành phố thì tôi đã nói rồi. Ở giữa những cái vòng này thì bạn có thể thấy là những cái đường viền rất là mảnh, sử dụng những đường vân ghi lót rất là bé thôi. Breguet đã sử dụng cái phương pháp này để tạo điểm nhấn cho mặt số. Chiếc đồng hồ thì sử dụng bộ kim mắt ngỗng, kim Breguet quen thuộc của thương hiệu, và đây cũng chính là logo của thương hiệu luôn. Bộ kim này được xử lý nung xanh, xử lý nhiệt để tạo ra một cái màu xanh. Màu xanh này là của oxit sắt bao bọc bên trên, và không chỉ có tác dụng thẩm mỹ mà cái lớp oxit này có tác dụng chống ăn mòn và tăng độ cứng. Ở góc 6 giờ thì chúng ta có một cái cửa sổ chỉ ngày. Nhưng một điểm đặc biệt đó chính là cửa sổ chỉ ngày này sẽ có cái khả năng nhảy nhanh khi qua đúng mốc 12 giờ. Nhưng thay vì những mẫu đồng hồ khác và phải mất một khoảng thời gian để đợi lịch ngày nó nhảy từ khoảng 12 giờ kém 15 hoặc là 11 rưỡi cho đến qua 12 giờ thì lịch ngày sẽ trong cái trạng thái là đang nhảy và sẽ bị lệch một chút. Nhưng mà chiếc đồng hồ này thì không như vậy. Chiếc đồng hồ này thì bạn chỉ cần đợi cho kim chạy đúng qua 12 giờ thì lịch ngày sẽ nhảy ngay lập tức. Đây là một cơ chế khá hay mà cũng giúp tránh được những hỏng hóc trên chiếc đồng hồ. Vâng, để chỉnh giờ thì như thao tác tôi đang làm rút đúng giờ ra hết cỡ. Còn để chỉnh ngày thì làm sao? Chỉnh ngày thì chúng ta sẽ đóng cái này vào một chút và vặn ngược chiều kim đồng hồ. Vâng, đó là hai thao tác chỉnh ngày và giờ cơ bản chiếc đồng hồ. Để điều khiển hoạt động chiếc đồng hồ thì Breguet đã sử dụng bộ máy Calibre 563 được sản xuất in-house hoàn toàn. Nhưng mà một điều đáng tiếc đó chính là mặt đáy của chiếc đồng hồ được thiết kế kín. Vâng, như thế này thì chúng ta sẽ không thể quan sát được bộ máy bên trong, và chúng tôi sẽ không thể nói quá nhiều về phần hoàn thiện bộ máy. Nhưng bộ máy này thì tôi sẽ nói qua một số thông tin cơ bản. Sử dụng 36 chân kính, có thể lượng cót khoảng 38 giờ, không quá nhiều nhưng cũng không quá ít so với một chiếc đồng hồ tự động. Nhưng bạn nên chú ý một chút là nếu bạn thay chiếc đồng hồ này không sử dụng vào cuối tuần thì nên là nó vào hộp xoay để có thể giữ giờ chính xác hơn. Và bộ máy này được trang bị thêm hệ thống chống sốc giúp cho chiếc đồng hồ hoạt động bền bỉ hơn. Và một chiếc đồng hồ cao cấp thì không thể nào thiếu được hai tiêu chí, đó là chính xác và bền bỉ. Nếu chỉ chính xác không thôi chưa đủ, bởi vì chiếc đồng hồ này sẽ có giá trị thời gian rất là lâu, và không chỉ là bạn sở hữu mà có thể là con cháu bạn có thể sở hữu chiếc đồng hồ này, thì một chiếc đồng hồ cao cấp sẽ hoạt động bền bỉ và trong nhiều năm liền. Thì bộ chống sốc đó cũng giúp chiếc đồng hồ hoạt động cách chính xác và bền bỉ hơn.
Vâng, bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Như bạn có thể thấy thì chiếc đồng hồ có đường kính 38mm, không quá lớn, không quá bé, khá là phù hợp. Cả nối dây thì có kích thước khá là dài và phù hợp với những người có cổ tay kích thước lớn và vuông hơn. Đây, như tay tôi thì có bản vuông, thế là cái cà nối dây dài này sẽ phù hợp hơn. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc đồng hồ thiết kế cổ điển và thanh lịch thì mẫu đồng hồ Breguet Horamundi World Time này chắc chắn là một sự lựa chọn khó thể bỏ qua. Và để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn hãy truy cập trang web dabaoluxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.